Vâng, sau khi làm lễ xong, thay mặt gia đình cảm ơn các bác. Mời các bác đưa chân ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Xin chân thành cảm ơn. Đâu còn cha ở đời. Cha đây cha ơi, cha lúc nào cha cũng bảo thương con gái út của cha mà. Cha ơi, giờ này đây cha còn ở trong nhà cha ơi. Cha ơi, ngày đổ chỉ cho vợ chồng con gái út của cha được mạnh khỏe, làm ăn được mọi sự bình an nha cha ơi. Sau khi thắp hương cho ông xong, thay mặt gia đình cảm ơn các cháu. Mời. Văn Cường, được tin ông qua đời, chúng tôi đại diện cho tập thể chi bộ trường mầm non 19 tháng 5, công đoàn trường mầm non 19 tháng 5, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non 19 tháng 5 và các cháu trường mầm non 19 tháng 5, nơi con dâu cụ là cô Dương Thị My đang công tác. Trước giờ phút chia ly, xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm đã trôi qua. Thay mặt gia đình cảm ơn đoàn, mời toàn thể quý đoàn ra bàn uống nước để chia buồn cùng tăng quyến. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn quý khách.
theo lễ viếng, chúng tôi xin trân trọng kính mời tập thể cán bộ công chức Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận. Alo, 1, 2, 3. Chân... Kính thư hương hồn anh Phạm Văn Cường, gia đình chúng em nghe tin anh 250 về với tiên tổ. Với tiên tổ, gia đình chúng em cùng các cháu có lén hương thơm đến thắp cho anh, vĩnh biệt anh về nơi Chúa Trời. Gia đình chúng em cùng các cháu xin một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, gia đình ông bà, các bác anh chị, kính mời đại gia đình về nơi tiếp đón uống nước. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.